Dạ vâng, cửa hàng nông ngư Công Huy Hòa xin kính chào toàn thể các ông quý vị khó nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em mới dọn rửa cũng như là test nổ một cây máy cưa xích hệ Estin Made in Germany các bác nhé. Có dòng này là dòng chuẩn hàng nội địa của Đức, hàng tuyển chất lượng luôn các bác ạ. Đó, các bác nhìn Estin 036 hàng thì cực kỳ xuất sắc luôn các bác nhá. Các bác được kiếm được những cái dòng hàng đẹp như thế này thì em nghĩ thật sự rất là khó kiếm hàng luôn. Lâu, phải nói là cực kỳ lâu mới có được những cái cây mà tình trạng mà đẹp xuất sắc như thế này. Các bác nhìn qua quá đẹp luôn các bác nhá. Đó, em quay cận cảnh sát nét cho các bác luôn để cho các bác xem thử xem là cái độ đẹp của nó sẽ như thế nào. Tay nắm giật to luôn nhá, chuẩn zin của nó luôn này. Tất cả cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Quá là xuất sắc luôn các bác nhá. Đó, một chiếc máy cưa Estin 036. Đó, công suất là 61,5 cc. Đó, tất cả thông số của nó đây các bác nhá, 5,7 kg, sản xuất năm 1993. 5,7 kg là đầu máy không các bác nhá, cả lam xích vào nữa thì nó khoảng tầm hơn 6 kg. Đó, hơn 6 đến 7 kg. Con này thì lên luôn một cái này là cây lam 7 tấc luôn các bác nhá, cây lam Latin 7 tấc luôn này. Các bác nhìn đầu Latin xem, còn rất là dày các bác nhá. Một sợi xích Estin, chuẩn Estin luôn, chính hãng của Estin, mới kén luôn các bác nhá. Đó, các bác nhìn này, sợi xích của nó đây nhá, dập Estin luôn này. Tại vì cái này, sợi xích này là em nhập về theo máy là nó có sẵn một sợi xích này luôn rồi, thì em để luôn bán cho các bác luôn. Cây lam zin Made in Germany các bác nhá. Đó, cây lam 7 tấc zin Latin. Đó, đi theo kèm một cây máy cưa xích Estin 036. Các bác nhìn xem có xuất sắc không ạ? Hàng cực kỳ đẹp các bác nhé. Hai ốc làm zin của nó luôn này. Đó, quá là chất lượng luôn các bác nhé. Làm Estin, dập Estin luôn. Đó, các bác nào mà đang cần những dòng máy hàng to khỏe để sử dụng khai thác thì mà đang có nhu cầu mà muốn hàng đẹp chất lượng thì không thể bỏ qua được con này các bác nhá. Bởi vì hàng này thì em cũng xin thưa với các bác là để kiếm được những dòng như thế này thì mà đẹp được như tình trạng như thế này thì không bao giờ có sẵn hàng đâu các bác nhá. Đó, mà cửa hàng chúng em thì cũng không dám đảm bảo cho các bác là đặt hàng sẽ có, bởi vì cái hàng này nó sẽ về bất chợt. Đó, nên là khi các bác mà thấy được video mà thấy được những con như thế này đang cần những hệ này thì nhấc máy ngay và liên hệ qua chúng em là số điện thoại 0354392929 để đặt hàng các bác nhá. Đó, các bác chỉ cần để lại cho em số điện thoại cũng như là tên, địa chỉ thì em sẽ ship đến tận nhà cho các bác luôn. Tầm khoảng 1 tuần đổ like. Các bác nhìn xem có xuất sắc không ạ? Cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đó, quá là ok luôn này. Máy móc nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện, chế zin nhá. Đó, có dập chữ Estin ở phần trên này. Yama của hệ nhà Estin, cực kỳ xuất sắc luôn các bác nhá. Quá đẹp luôn. Hàng nguyên zin, chưa bao cho các bác, chưa bung chạm máy móc gì cả. Dạ vâng, vừa nãy thì em có bận chút xíu thì quay trở lại với chủ đề chính các bác nhé. Đó, đây thì em sẽ gỡ cho các bác xem luôn nội thất của con này, xem là các bác thấy nó xuất sắc như thế nào. Dòng này đúng là dòng sưu tầm luôn đấy các bác ạ. Tay của em thì nó dơ quá, động sợ bật máy, cũng vừa mới dọn rửa xong. Đó,
các bác nhìn qua xem có xuất sắc không ạ. Nòng này là chuẩn rin của nó luôn nhá, chuẩn rin của nó luôn đó. Chứ không nhiều các bác lại bảo là thay thế nòng lô không biết thì tội cho em ra đó, chú tin này mà nhìn ốc này vàng chóe rồi đó. Nhìn chưa có hề vết vạn gì các bác nhá, máy móc quá là đẹp. Đây, trong này có dập estin thì không biết là các bác có nhìn rõ không à? Đó, ở dưới phần thân máy này, thân nòng ấy sẽ nó có sẽ dập chữ estin các bác nhá. Đó, nòng hơi giật cứng ngắc nguyên. Ui rồi, phải nói là nó cứng, cứng cực kỳ luôn. Tất cả vỏ nó này, này còn chữ Nhật luôn này. Không biết là do chắc chủ Nhật thì người ta đánh dấu hay viết cái gì đây thì cũng em cũng không rành tiếng Nhật lắm, thì các bác xem qua xem là có ra cái chữ gì không các bác nhá. Dập estin luôn các bác nhá. Hệ này là dòng chuẩn hàng Đức, sản xuất tại Đức mà tiêu thụ và sử dụng tại Nhật Bản, mà theo hàng bãi thì nhập về Việt Nam. Đó, bên Nhật thì người ta, em nghĩ là người ta xài thì xài chắc là có thời hạn, máy móc chưa thì hỏng hóc hay hư gì đã thì suốt đi rồi, không có sử dụng nữa, và người ta sẽ nhập về hàng mới tiếp để người ta sử dụng. Dòng bãi đó thì bên Việt Nam mình sẽ mua lại và bán theo cái tình trạng máy bãi Nhật. Tất cả linh kiện nó đều dập hết estin các bác nhá, cực kỳ xuất sắc, cực kỳ đẹp. Đó, cái này thì em cũng chưa có đủ xăng vào nổ nữa, thì nếu mà các bác nào có nhu cầu thì liên hệ qua cho em, hoặc là các bác nào sử dụng Zalo thì kết bạn qua Zalo cho em, thì em sẽ gửi video test nổ cho các bác nghe qua nhé. Con này nói chung là nổ thì nghe đã lắm các bác ơi, đã cực kỳ luôn, tiếng nó nổ thì khỏe, hệ estin thì nổ thì cực kỳ bốc máy nữa rồi, không phải lăn tan gì nhá. Họ cho các bác nào về mà khai thác có làm 7 luôn, làm 7 Latin theo máy luôn các bác nhá. Không phải lăn tan gì, làm ngắn hay làm dài gì cả. Về là chỉ việc xài luôn này, hàm rồng có hàm rồng đầy đủ hết nhá các bác nhá. Thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên. Rồi thì các bác nào ưng ý con này thì liên hệ qua cho em là số điện thoại 0354392929, hoặc là kết bạn qua Zalo cho em để đặt hàng các bác nhá. Đó, rồi em chào các bác, hẹn các bác ở video sau.